Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0976 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay sự kiện Lunar New Year đã ra rồi. Thì ok anh em, hôm nay làm clip gọi là mở bắt đầu năm coi như thế nào, có hên không. Thì trong clip này thì mình cũng chúc anh em một cái năm mới gọi là tràn đầy sức khỏe và thành công. Đó, thành công cho năm mới nha. Đó, và thành đạt, hoặc là anh em nào đang đi học thì sẽ gọi là đạt những thành tích tốt nhất, làm việc một cách tốt nhất và đạt những thành quả tốt nhất trong năm mới. Chúc mừng anh em. Chúc mừng năm mới. Thì ok anh em, hôm nay mở bắt tiếp năm mới anh em. Mở bắt tiếp còn xem có hên không. Có hên không? Luna New Year và sự kiện Top Y có CN7 và Gulit cực kỳ hot anh em, cực kỳ hot thì Top Y. Còn cái Luna New Year thì thật sự mình thấy cầu thủ nó không ngon lắm nên cũng không nên muốn mở lắm. Nên hôm nay mình coi xem coi thử mở vài chơi vài bắt của Luna New Year thôi. Quan trọng là bắt Top Y mới ngon nè, Top Y mới ngon. Đó. Thì bây giờ mình xem coi bắt Top Y hay là phải mở khai gọi là mở hàng trước đi, mở hàng trước coi cái gói bên cái phần Luna New Year như thế nào. Đây phần này nè. Ultra Park ha. Một cầu thủ 8797 nè, 8597 nè, 7597 nè. Có vài con cũng ngon ngon, nhưng mà thấy bên cái bắt gọi là này thì nó có, để mình xem coi. Hôm nay mình sẽ dùng 31k FC Ball nha anh em. Mình sẽ mở bắt như nào nha anh em. Chỉ có một cái bắt này là cao nhất anh em ơi. Nó Luna Year Ultra Park thôi. Còn mấy cái này là mua bằng vé mà. Không có gì hết. Lấy cái bắt này thì nó ít quá. Khởi động bắt này chứ đi. Đấy, 10 lần. Đúng rồi. Sao nó cho 9 lần? Mở lần hết 1 lần rồi, bằng gen rồi. Bây giờ mở 9 lần tiếp, 1800 FC Ball. Vô. Để xem khởi động như nào. Đấy, đừng học em. Trời ơi, chém lít này còn chém lít anh em. Trời tôi nghe nó, trời ơi. Chém lít tôi nghe nó, thôi. Có Madrid trong sau thì phải, đúng không? Đúng nó luôn, trời, 85 đi đâu. Trời ơi, 9 lần kìa. Được một con, hai con sự kiện là gì, ba con sự kiện Luna New Year. Trời ơi, đầu năm đầu tháng mà vẫn đen anh em ơi. Ok anh em, bắt đầu tiên đã không có gì gọi là may mắn rồi. Mình làm một phát cái gói 1000 FC Ball một phát coi như nào. Vô một phát cho anh em, một phát vô như nào. Vô. Đấy. Đó, trời ơi, mặc định rồi, tưởng cái gì, mặc định Coastland rồi, tiêu rồi. Ê, Robertson em ơi. Không phải Robertson là con gì rồi. Rồi thôi, xong rồi. Trời 86. Được con 86 nữa, New Year rồi. Trời sao đen chứ ta. Thôi sự kiện New Year mình sẽ ngừng ở đây. Chắc hơi đen rồi, mình qua sự kiện Top Y cho nó ngon. Đây Top Y. Rất là nhiều nha anh em, rất là nhiều gói luôn. Nhưng mà mình sẽ không làm mất thời gian của anh em, mình sẽ lựa chọn từng gói một mình chơi anh em ơi. Vô thôi anh em ơi, vô thôi. Đây. Có những cái gói bên này nè, mình thấy nhắm được cái gói này không? 500 FC Ball một lần nè. Gói này nè, nhỏ nhưng mà cũng được anh em. Thử khởi động bên đây coi. Vô rồi, 500 FC Ball nha anh em. Vô. Trời ơi, 500 kìa. Được con Meret. Thật sự mấy gói ít này nó không có độ anh em ơi, khó lắm. Đây tiếp tục. Gói 1500 nè. Ấy cũng ngon nè, 90-97 này anh em. Ấy, vô. Có Ronaldo nha anh em, Ronaldo, Gullit nha, hai con ngon nhất. Vô. Vô anh em. Ráng đường hầm đi. Đó. Thúc ép rồi. Cờ bộ nhé đi. Tự xí à. Trời ơi, xí rồi, con gì đi. Rồi cái xí, Summer rồi. Ngoài xem con ngoài Summer đâu, con gì á. Cô Bèo. Trời ơi, thúc ép. Rồi ra được cái thúc ép là khó lắm. Trời ơi, con này cũng quá tắm quá mấy. Đen rồi, hết rồi. Qua cái tiếp. Tiếp tục. Gói... Đây, Icon hả? Icon có con gì? Này cần có Messi. Không có con mới này, mình cần cũ mà không có con mới. Mà cần không có con mới, không chơi. Khoảng gói 2500 FC Ball đi. Cũng được anh em, này có đủ nè. Cứ từ từ lên. Vô lên. Đầu tháng đổi cái coi e đổi con Ronaldo nè, Gullit cũng được. Đấy, tôi ghét. Người anh. Người anh là CM mà. CDM nha anh. Con Dwight rồi, anh cho anh nhiêu đi. Trời 93. Trời ơi, chiếc bài này cũng tạm được đi, nhưng mà không ngon lắm anh em. Trời ơi, có bởi em hay không? Chiếc bài này cứ bởi em à. Trời ơi, tiếc thật chứ. Trời ơi, gói này ngon thật mà. Sao mà em? Chán thế. Tiếp tục anh em.
Tiếp tục để coi kiếm cái gói nào ngon ngon cho anh em ha. Để mà ấy mà có new nè, chiếc new nè, đấy 5 lần được 5 lần nè. 2000 FC ball này. Chỗ nãy giờ chứa là năm, làm phát 2000 đi. 2000 FC ball này vô. Đấy 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 đấy. Trời ơi, mặc định là thua rồi anh em ơi. Người anh nó mới đâu, RB chứ. Chelsea anh game chăng? Ý 92 anh em, cũng tạm được. Không có giá này có giá đó. Ấy bị bốn em. Cũng được được, cũng đỡ vã anh em. Trời ơi, cũng đỡ vã. Đấy, đỡ vã. Hay làm phát đi, hay đang cũng được được nè, làm phát đi, làm phát 2000 đi. Đây vô. Đấy tục hết đi. Trời ơi, mặc định nữa hả? Brazil. CB Brazil. Trời ơi, mắc kinh thốt nè. Trời ơi. Quá cái hốt này ná mình giờ từ hôm qua đến giờ là trời ơi, được hai con một con à được có con thúc y à. Trời ơi hồi lỡ là nằm phát thì lỡ nằm phát vô nằm phát rồi đi. Trời ơi vô đấy tụt ép rồi con ơi. Người ăn nữa rồi chơi đem nữa. Trời ơi, con nút trên ba nữa. Thôi cũng tạm đi, được hai con liên tiếp nhưng mà trên ba được để bán em không sao. À được con Machino đó kìa, cũng được đi. Lần này thì được hơn em, được hơn. Cũng tạm được. Lỡ chưa đâu, 5 phát luôn. Đó, nó phát, nó cho cái 5 phát à. À, vô. Ấy, cũng ngon rồi, cũng được, không đến đâu nào. Đấy, đẩy tụi ép đi. Trời ơi, mặc định nữa hả? Ôi, sĩ nữa, trời sĩ lên đen rồi, trời GK nữa. Lần này summer rồi. Ấy, 85, trời ơi. À, được con Machino, còn Dembele nữa. Trời ơi, còn phát nữa làm đồ nốt em. Làm nốt luôn đi, 5 phát, nó cho cái 5 phát này nè. Vô, trời ơi. Đấy. Ấy, top hết. Người ý. LB. Inter Milan, Di Marco hả? Đúng không? Đúng luôn, trời 90. Trời ơi, có ba em mấy à, đen thật. Rồi được có hai cái bắt mà con 93 là ngon nhất. Trời ơi, tiếp tục anh em ơi. Đầu năm đầu tháng vẫn chưa độ anh em ơi, vẫn chưa độ gần rồi. Biết mất là ngon coi. 85, 97 nè. Được 10 lần, cái này được 10 lần. 10 lần lực. Thôi được rồi, bây giờ mình nghe các bạn cao chút rồi. Đây đây này, Ucha Bắc nè. U Minh Bắc, cái này được 3 lần nè. Ai, cái này cũng được nè, cái này có khả năng ngon nè. Chơi luôn em, chơi, 3000 SC Ball, vô. Vô, đó. Đấy. Hấy, Icon. Ồ, Icon đâu có ngon đâu, Icon kia mới ngon. Chết mình rồi, cái này không ngon rồi, chết rồi, gì đây. Trời ơi, đắm bát cho Quy rồi, mình nữa. Ôi ơi, 3000 SC Ball đấy chứ. Ôi lỡ nó cho ba phát đi. Trời ơi, nãy giờ mình chưa làm bộ nè, vô Gulit coi. Trời ơi, Gulit nhìn ngon quá, nhìn thơm quá anh em. Giá nhiêu đây? Giá 300 mấy rồi, giờ ngon quá trời ngon luôn nè. Nè, Ronaldo nè, đó Ronaldo nè, như đây, giá như đây. Đấy. Trời ơi, xuống còn 400 rồi, muốn đầu lên gần tỷ cơ, xuống còn 400 rồi. Rồi vô. Làm phát kiếm Ronaldo coi. Trời ơi, kiếm Ronaldo build đội hình cho ngon quá. Trời ơi. Đấy, tụi y. Trời ơi, mới lên rồi xong rồi, trời 3000 nó sẽ bom ra cái gì ta? Trời ơi, chết rồi, 83 nó mới đâu, bốn chi. Ôi, 3000 xếp bọn đen thật chứ. Đen thật. Làm phát cuối trong cái bắt rồi đi, đó như thế nào. Trời ơi, đen thật anh em ơi, chết rồi. Đầu năm đầu tháng mà nó không độ cho mình con nào hết. Đấy. Trời ơi, 3000 SC Ball, trời ơi. Chelsea, nó liều Sterling rồi. 88 luôn, ghê chứ. Thôi được có Machino, gỡ gạt lại xong Machino. Trời ơi, xui thật. Còn có 5000 hơn Basketball thôi. Bây giờ sao ta, bây giờ kiếm tiếp. Đó là ngon đây. Rồi bây giờ gỡ gạt lại gói 2000 này. Mình có bonus được cầu thủ không bán được đi. Để kiếm con nào ngon chơi được em. Kệ đi. Gói này có một cầu bonus không bán được em. Kệ nó kiếm được con đi. Thường bonus đó, con nó ngon hơn. Cho con ngon. Đây, xem một lít này thua rồi. Ủa, tao bên nhé đấy mới đâu. Tao bên nhé sự cũng có là ngon đó, sợ luôn. Trời ơi, có Machino nữa, trận đấu tiếp theo nè. Đây, cái bò nớt là quan trọng nè, bò nớt này quan trọng nè. Đấy, bò nớt này, đấy, con này ngon, 97 đi, 8 đi, 97 đi anh em. Đấy, tốc bì. Trời ơi, Lewandowski rồi, rồi. Bao nhiêu đây, 91, trời ơi, Lewandowski ơi. Nó bán cũng được, còn nó 91 nữa, trời ơi, đen thật, làm phát nữa anh em, lỡ rồi, làm phát nữa luôn, cho có 2 phát ạ. Rồi đầu năm đầu tháng vẫn chưa độ rồi em ơi, vẫn chưa độ rồi. Trời đi vô nữa. Tây Ban Nha nữa, trời ơi, đâu như nám rồi em ơi. Oh man, trời con kê lắm chính. Trời ơi, bây giờ mới quan trọng là ráng con nào 94, 95 cũng được đi. Trời ơi, đội bonus không bán được.
Trời ơi, rồi xong luôn. Đó, 9495 em thắng đi chính luôn. Rồi xong anh em thật sự là 30k, 31k SCB mà không được con gì ngon hết, còn 1000 em. Còn 1000 thì mình lỡ làm nốt luôn cái gói này đi. Gói này 1000 thôi nè. Rồi lỡ luôn đi, lỡ rồi. Xong rồi. 31k SCB của tôi. Trời ơi, không được gì luôn em. Rồi xong luôn em, xong rồi. Quá đen rồi. Thì ok anh em. Quá đen rồi. Thì bây giờ có cái gì để mà mở thì chơi cho anh em là gỡ gạt này coi. Con 95 nè, 95 bài con 93 được hai con 93 thôi à. Hai con 93 này ha. Thôi có thiếu thiếu con rồi thôi. Không lấy này, không lấy. Không chơi. Chơi cái gói cùi cùi đi. Thử bật máy cái cùi cùi coi như nào. Vô. Trời ơi, làm phát ra đây coi. Vật mày còn kiếm lại được gỡ gạt lại con nào không? Đội được con nào không? Trời ơi. Rồi phát ra coi. Trời ơi, mấy con 70 này nhiều mà. Cứ làm đi thoải mái đi. Đấy. Trời ơi, cái gì không? Ôi giời, nhé, không hy vọng nhiều đâu. Trời ơi, vô ta rồi. Vô ta như đây. 85. Trời ơi, thôi làm phát ra coi nhìn cho có hên không? Không hồi ngưng em ơi, ngưng đi. Chứ đèn quá này ơi, thật sự luôn đó. Đấy nữa. Trời ơi, mặc định nó rồi, trời ơi. Xếp BA, CM, sao vứt rồi, sao vứt rồi, 8 mấy? 86. Rồi con Zaha nữa kìa. Thôi anh em, quá đen rồi, con này quá đen thật sự rồi. Không có bắt gì mở thì chơi cho anh em được rồi. Thì anh em chờ cái bắt Gulit ra thôi. Thì ok anh em, hôm nay mở clip 31k FC Bomb mà không được gì hết em. Không được gì hết, quá đen luôn thật sự. Vấn đề này năm mới vẫn chưa đỏ. Dù mà áo đỏ, vẫn chưa đỏ anh em. Thì ok anh em, thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký đến kênh không nha, lần sau làm tiếp anh em, lần sau làm tiếp. Bye bye anh em.